Thủy, 50 tuổi. Dạ. Làm nội trợ ở nhà. Cô đến từ đâu ạ? À? Ở Bình Chánh. À. Xin đây mời là anh con à. Dâu à. Hả? Ấy là... gì đây là con. Con gì? Con dâu. Dạ. Thật sự. À, xin chào anh Quyền Linh, Lê Lộc và toàn bộ khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. À. Em tên là Nhật Thuận, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và makeup tự do. À, anh xin lỗi, hồi nãy mẹ em giới thiệu là... À, thật sự là anh không có nghe nhầm đâu ạ, em là con dâu của mẹ. Anh hiểu rồi. Em có thể nói rõ về mình một chút xíu em? Em và con trai của mẹ là hai cặp đồng tính, vừa mới kết hôn vào đầu năm nay. Mới kết hôn luôn? Dạ, vào đầu năm nay. Em là quê ở đâu? À, em quê ở Tây Ninh. Tây Nhưng Ninh. Mà hiện tại em với lại chồng em hiện tại hai đứa là đang làm việc ở tại Bình Dương. À. Thì em có một cái shop nhỏ và hiện tại em vừa kinh doanh và vừa makeup tự do. Cô ơi, cái ngày đầu tiên hả cô? Con dâu của cô á, về gặp cô, con trai gặp dẫn con dâu về gặp thì có giới thiệu vậy không? Hay là giới thiệu sao? Dạ, giới thiệu hai đứa là bạn thôi. À, bạn thôi. Dạ. Rồi sau này nó mới nói ra, tôi mới hết hồn. Rồi cả nhà không chịu, dạ. Không chấp nhận. Dạ. Rồi thời gian sau này á, rồi bên nội ngoại không ai chịu hết. Rồi sau này cái qua hai đứa đó quen cũng lâu. Rồi tới lui nó cũng lấy lòng bên nội ngoại, rồi ba nó. Nên nội thấy Thành này cũng hiền, là cũng giỏi, trời cũng dễ thương, và bà nội nó mới chấp nhận, rồi cho hai đứa nó dạy luôn, nên làm đám cưới luôn. Làm cưới luôn. Thì cô có ấn tượng gì với con dâu của cô? Ấn tượng là lúc là gia đình nắm dỗ á, thằng con dắt nó về, rồi thấy cái cũng phụ mình nấu nó làm cái đám dỗ luôn được không? Dạ được, nấu nướng rồi. Trời ơi, gì giỏi vậy ta. Rồi lên. À, không biết là Thuận là lần đầu tiên gặp mẹ chồng á, có ấn tượng điều gì không? À, cái ngày đầu tiên mà gặp mẹ thì cảm giác hồi hộp lắm, y như là những người khác thôi. Nhưng mà mình về nhà với tư cách là bạn của Phúc thôi, chứ không phải là về nhà với tư cách mình là con dâu sắp ra mắt hay gì, nên là cũng bớt hồi hộp lắm. Ai lần đầu tiên cũng vậy, về nhà bạn trai thì cảm giác run nhiều lắm. Nhưng mà đối với mình thì ráng giữ bình tĩnh, nhào vô bếp phụ nấu ăn trước. Sau đó là rửa chén trước, lấy lòng trước. Sau đó thấy mẹ ngồi một chỗ đó, mới lại ngồi là hỏi má mệt hay sao má ngồi đây. Má mới nói là không có con ơi, má ngồi đây thôi. Bắt đầu hai má con hỏi qua hỏi lại, thì cuối cùng má hỏi là con ở đâu, rồi con tên gì, con là bạn Phúc hả? Thì trả lời dạ. Rồi xong lấy lòng má luôn. Từ đó về sau thì tới lui về sau cũng được má thương nhiều, nhưng mà chỉ với tư cách là bạn của Phúc thôi. Rồi xong sau đó nữa là 2 năm sau bắt đầu tụi em mới là chính thức công bố với gia đình và xin cái việc kết hôn. Thì vừa xin xong thì cả gia đình hai bên luôn đều phản đối rất là nhiều. Gia đình Phúc và gia đình em mất gần cả 1 năm hai đứa em mới là phải nói là thuyết phục được gia đình. Của Thuận nhưng có cái khó này nè, anh cũng không hiểu. Em cũng là con trai đúng không? Dạ đúng. Khi mà về nhà Phúc cũng là con trai. Dạ. Vậy thì có sao em không là con rể mà em lại là con dâu? À, tại vì trong cái cộng đồng LGBT đó anh, và đặc biệt trong cái giới gay của tụi em thì phải phân ra hai giới, ví dụ cái việc là Phúc sẽ làm chồng và em phải làm vợ. Cái đó mình thỏa thuận giữa hai người hay là... Dạ đúng rồi, gần như là cái giới tính nó được sắp đặt sẵn như vậy rồi. À. Cái việc mà cái người làm vợ người ta sẽ chỉnh chu hơn, người ta gần như giống một người con gái hơn, đảm đang việc nội trợ, giỏi việc nhà. À, như về Phúc thì vẫn như một người đàn ông bình thường, có thể là sửa chữa nhà cửa, dây điện, tháo lắp mọi thứ như những cái người đàn ông mạnh mẽ khác. Nhưng mà đặc biệt Phúc chỉ thích con trai. À, và em cũng vậy. Tức là người nào thuộc giới tính mà ví dụ như làm về những việc con gái thì là đóng vai người vợ. Dạ đúng rồi. Còn người nào mạnh mẽ thì vẫn là người chồng. Dạ đúng rồi. À, rồi, cảm ơn em. Sau đó thì mình có về ở chung với mẹ luôn không Thuận? À, đám cưới vừa xong thì về ở chung với mẹ được 1 tháng. Khi mà làm đám cưới đó thì hai đứa có gặp áp lực gì không? Phải nói là do cái công việc của em là bán hàng online. Ừ. Em vừa bán mỹ phẩm, em vừa bán thêm quần áo nữa. Nên khi là cái việc đám cưới vừa xảy ra xong thì gần như cái khoảng thời gian đó là em bị stress. Tại sao vậy Thuận? Nặng cực kỳ. Tại vì
cái đám cưới của tụi em vừa diễn ra xong thì cái lượt chia sẻ trên Facebook là lên tới 40 mấy ngàn. Như vậy thì tại sao xã hội là không có chấp nhận được mình? Thôi bỏ qua điều đó đi em. Về cuộc sống mà chúng ta không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Quan trọng là hạnh phúc của chúng ta thôi. Mình biết hạnh phúc là đủ. Cô ơi, những lúc đó thì cô hành động như thế nào ạ? Cô với chỉ ăn ủi con thôi. Anh nói thôi con đừng có buồn. Vì dầu gì cũng ai nói kệ gì. Giờ hai đứa thương gì chứ việc chán dượng lên mà đi làm ăn. Chứ giờ nghe người ta nói vậy mình buồn, mình suy sụp, mình không làm ăn được hết. Rồi lúc đó mình khổ cho mình. Thật sự á, con biết không, Thuận với lại Phúc áp lực 1 thì mẹ và ba, hai gia đình áp lực đến 10 luôn. Đó là một cái điều hết sức gọi là khổ của những người lớn. Dạ, khổ có lắm. Có khi người ta chấp nhận, nhưng mà với cái áp lực xung quanh xã hội này lại tạo nên áp lực cho cha mẹ. Đôi khi cha mẹ nhức đầu, thậm chí có những bị stress nhiều hơn con nữa. Đây mới là người đáng gọi là là phải nói là rất là đáng thương đây. Rồi cái những cái ngày đầu về ở chung thì có gặp phải khó khăn gì không? Nói chung là phải nói là mẹ rất là hoàn hảo, gần như không có một điểm nào mà để mà cảm giác cho mình không hài lòng. Thì hai người có một cái gì mà không hợp nhau trong cuộc sống không vậy cô? Dạ không, nói chung bây giờ cũng quá giỏi. Chứ dạ. Cơm nước hồi này kia, cơm nước nhà cửa bên gia đình nó cũng lo hết. Trời, giao đường buôn bán nó cũng lanh lẹ. Có bây giờ mà Thuận make up cho mẹ cho mẹ chồng không? Chưa có gì mà được make up cho mẹ hết. Có bữa nào làm đẹp cho mẹ một bữa thôi. Dạ. Cô có thích làm đẹp không? Dạ thích. Thấy chưa? Vậy là đúng con dâu làm đẹp được luôn rồi đó. Dạ. Còn cái chuyện mà con cái đó, em với lại Phúc có bàn với nhau thế nào không? Cho bà vui không? Về mẹ và mẹ chồng và mẹ của em thì đều là muốn hai đứa sau này có được một đứa con để cho cái gia đình nó vui hơn. Nhưng mà đối với em thì thật sự là em chưa muốn có con. Tại vì em suy nghĩ cho con em sau này. Em chưa chuẩn bị đủ tâm lý cho con em sau này. Tại vì mình không có thể nào mình ích kỷ, mình suy nghĩ được cho bản thân của mình còn không suy nghĩ cho con của mình. Nó sẽ lớn lên có bạn bè và những người xung quanh nó, nhiều khi người ta lại cười chê nó, mày có hai thằng cha đồng tính. Em sợ con em không vượt qua được thôi. Anh hiểu là điều em đó chưa, đúng. Chưa đủ tâm lý. Thuận suy nghĩ có rất là đúng, có thể đó. Hai đứa nó bị áp lực rồi, ba mẹ áp lực nhiều hơn rồi, sau này con của hai đứa đôi khi cũng bị áp lực. Trước khi con thì anh nghĩ rằng chúng ta sẽ chia sẻ với con nhiều hơn để con hiểu về thế giới thứ ba đó. Dạ. Chắc con sẽ đỡ bị áp lực ha. Anh muốn mời chồng em lên được không? Dạ được anh. Em gọi đi. Anh Phúc ơi. Đây, mời em. Đây, mời em ngồi. Dạ chào anh ạ. Chào chú Nguyên Linh và Lê Lộc. Hồi nãy giờ chắc em ở trong kia em cũng nghe được câu chuyện chia sẻ của vợ em với mẹ em rồi đúng không? Lúc mà bắt đầu lớn lên thì bao giờ Phúc mới cảm nhận rằng mình thương người đàn ông mà không thương người phụ nữ? Em thì từ nhỏ thì sống một phần là sống với nội, ít sống với ba mẹ. Ở nhà thì chơi với gái không à. Cho nên là đâm ra cái không biết sao chứ cứ thấy ai mấy người bạn ở trong nhóm gái á, có người yêu là lại muốn có người yêu là con trai. Hình như là từ nhỏ đến lớn là thích con trai. Con trai thích từ nhỏ luôn. Dạ. Nhưng mà điều gì ở Thuận mà em cảm giác là yêu Thuận? Nói thật ra thì con cũng quen nhiều lắm, quen nhiều người lắm mới tới Thuận. Tại vì Thuận khác với người ta là Thuận rất là hiền. Hiền thứ nhất, thứ hai là rất là giỏi trong việc tính toán kinh doanh và
hơn nữa là việc nấu nướng rất là ngon, lễ phép cái nói chung là hoàn hảo, cho nên là quyết định chinh phục cho bằng được Trâm. Dạ. Tức là Phúc là người chinh phục Thuận. Dạ đúng rồi. Là quyết định cầu hôn chứ không có cô nữa. Cầu hôn là quyết định là cưới luôn. Cầu hôn luôn. Dạ. À, Thuận còn nhớ ngày đó Phúc nói điều gì với Thuận không? Em nhớ là cái ngày đó là Phúc mang thêm một cái hộp quà. Phúc chạy từ Sài Gòn lên Bình Dương. Em thì em đang phụ chị em bán quán trà sữa nữa. Thì Phúc đặt cái hộp quà xuống, Phúc cũng ngồi chờ cho khi nào cái quán mà bớt khách đi. Nhưng mà vô tình hôm đó là cái ngày Valentine, người ta kéo tới quá đông luôn. Là cứ ngồi hoài vậy, ngồi rồi chờ, cuối cùng chờ không được mới kêu em lại đây anh nói nghe nè. Lợi thì em cũng đã thấy cái hộp quà chuẩn bị sẵn rồi. Ảnh ngồi thì ảnh cũng cái mặt nghiêm trọng đó, như bình thường thì như con nít vậy đó. Nhưng mà cuối cùng hôm đó thì ngồi làm mặt nghiêm trọng á, em cũng tưởng là chắc là có chuyện gì rồi. Bắt đầu em cũng mới lại em ngồi. Ảnh mới nói là mặc dù là anh không có tiền nhiều thiệt, nhưng mà sau này cái tính của anh là anh không bao giờ để vợ con anh khổ hết trơn á. Vậy bây giờ nếu như mà anh em thương anh vậy rồi, em có chấp nhận làm vợ anh không? À thì khi đó bắt đầu em không chần chờ, không suy nghĩ gì luôn, em trả lời luôn: dạ chịu. Tại vì gần như là mình bị ế lâu năm quá mà, phải nói chứ. Thế cái kiểu mà ế lâu năm, ế triền miên luôn đó anh. Bây giờ mình không chịu, lỡ không có ai hỏi mình nữa thì sao? Hay quá. Nhưng mà trước khi em muốn nói điều đó, cầu hôn Thuận á, thì con có nói với mẹ trước không? Dạ không. Cái tính của con là hầu như hơi bị cứng đầu, nhưng là con một khi con đã làm quyết định cái gì rồi là con làm trước rồi con thuyết phục sao? Con sợ mẹ buồn à? Dạ tại vì mẹ cũng biết con là từ là như vậy rồi, nhưng mà cái việc đồng tính á là từ nhỏ rồi, nhưng mà còn cái việc mà công khai đám cưới á là chắc nghĩ là mẹ không bao giờ nghĩ tới, cho nên là cái quyết định đó là quyết định con nghĩ là cái quyết định lớn trong cuộc đời của con, cho nên là con tự quyết định và con tự con với Thuận sẽ tự thuyết phục gia đình. Hay nhưng mà con thuyết phục ba trước hay mẹ trước? Dạ nếu mà thuyết phục á là con đánh con thuyết phục nội trước. Nội hả? Tại vì nội là người lớn nhất trong gia đình, và ba với mẹ và cô dì chú bác thì ai cũng sợ nội, thương và sợ nể kính nội, cho nên là quyết định là xin nội trước. Con nói nội xong rồi nội nói sao? Nói nội xong thì nội bị lên máu, tại vì bà nội bị yếu, bị bệnh tim á. Nói xong rồi cái bà nội bị lên máu, nội nhập viện đúng một tháng. Vì một phần là con là cháu nội đứa tôn, đứa tôn ba đời. Cháu nội đứa tôn ba đời luôn đó, đúng, bà nội lên máu là đúng đó. Rồi sau đó khi bà nội xuất viện trở về là con có tiếp tục con muốn nói nội nữa không? Dạ có. Nói nữa hả? Có, tại vì bản tính của con rất là cứng đầu, khi một khi con đã làm gì là con phải làm cho tới. Bác sĩ gì chưa? Con nghĩ là bà nội cũng đã hiểu được cái tâm tư tình cảm của con rồi, cho nên là con về con không có nói gì hết, thì nội cũng không có nói. Nhưng mà đến cái lúc mà đám dỗ là con mới dẫn Thuận về, làm nội tiếp xúc được với Thuận, nội mới hiểu được con người của Thuận và hiểu được cho tình cảm của hai tụi con, là bắt đầu nội chính nội lại đi thuyết phục ngược lại những cô dì chú bác đó cho tụi con đồng cưới. Bình thường thì nội rất là khó tính, cực kỳ đó với con cháu trong nhà, nội cực kỳ khó tính. Nấu ăn thì nội chỉ nấu một mình thôi, không được ai đụng vô hết, tại vì không vừa ý nội thì nội sẽ bực bội lắm. Nhưng mà khi mà em về trong đám dỗ đó thì bắt đầu tiếp cận nội, phụ nội để cho nấu luôn. Sau này tới đám dỗ sau này thì nội kêu có anh Thuận về, tụi bay đứng phụ thôi, cho anh Thuận nấu thôi, tụi bay đừng nấu. Nhưng mà anh ơi, cho em hỏi chút xíu là giữa mẹ và vợ thì có điều gì làm cho anh khó xử không? Cái vấn đề khó xử nhất và cũng là cái mà anh đang hướng đến nhiều nhất, đó chính là cái việc ở và làm. Thứ nhất là mẹ thì đang ở Bình Chánh, còn hai vợ chồng anh là đang ở Kinh Doanh và ở Bình Dương. Cái việc mà sống với vợ thì bỏ mẹ ở Bình Chánh á, cứ khoảng có khi hơn cả tháng mới về một lần, nên là thấy tội cho mẹ. Mà cái đó thì mẹ hiểu, mẹ thông cảm, và cái mà anh cũng tự hứa với bản thân là anh sẽ cố gắng nhiều hơn để anh gom cái nào gọi là gần nhất để kết nối lại giữa vợ và mẹ. Hôm nay có con ruột với con dâu đó,
Cô muốn nói điều gì với hai con không? Vẫn trông cho hai đứa để mà lo làm ăn, mốt kiếm đứa con nuôi thôi. Để mà hữu hỷ về lớn tuổi. Hồi nãy Thuận nói là chưa muốn có con. Mẹ muốn, vậy thì em sao? Em thì em nghĩ là trước tiên là phải kinh tế cái đã. Kinh tế mình có mình mới lo được. Còn kinh tế mình không có thì mình sinh về thì thiệt cho đứa nhỏ. Cho nên em nghĩ là trước mắt em kinh tế, lo làm ăn. Rồi khi ấy em lại kiếm thêm một đứa cháu nữa, cái đó gọi mới gọi là gia đình hạnh phúc. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn cô, cảm ơn Phúc, cảm ơn Thuận. Hôm nay thì hai đứa có muốn nói gì với mẹ mình không? Thông qua cái chương trình này thì con muốn gửi lời cảm ơn đó với mẹ. Lời đầu tiên thì con gửi tới mẹ, con cảm ơn mẹ đã giúp cho hai đứa con có một cái đám cưới trọn vẹn như bao nhiêu người khác. Và đặc biệt là mẹ thương con như là con ruột của mẹ. Nói chung là nói nên lời thì không thể nào nói lên hết được. Thì bây giờ mẹ cho con ôm mẹ một cái.